Tại Đồng Nai, hai vợ chồng bị bắt giam khi đang trên sóng livestream nói về chế độ Cộng sản, bản tin của Đài Á Châu Tự Do. Một cặp vợ chồng ở huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai bị công an ập vào nhà bắt đi khi người chồng còn đang phát trực tiếp, tức livestream bài nói chuyện của mình trên YouTube. Hôm 5 tháng Giêng, người theo dõi kênh YouTube Nói Bằng Thực TV của ông Nguyễn Thái Hưng bất ngờ chứng kiến cảnh ông này bị công an bắt khi đang theo dõi buổi phát hình trực tiếp do chính ông thực hiện. Khi đang nói chuyện về hiện thực của cuộc sống dưới chế độ Cộng sản được khoảng 20 phút, ông Hưng nghe thấy tiếng cửa kính vỡ thì rời khỏi máy tính đi để xem. Ít giây sau, khu vực phòng của ông này xuất hiện một người mặc bộ đồ màu cam của công ty điện lực hét lên, đứng im. Cùng lúc, webcam bị lật úp xuống mặt bàn. Cùng bị bắt còn có vợ của ông Hưng là bà Vũ Thị Kim Hoàng. Bà Hoàng bị bắt giam để điều tra với cáo buộc tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự. Trong khi đó, chính quyền tỉnh Đồng Nai vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức nào về vụ bắt giữ ông Hưng. Trả lời phỏng vấn của Đài Á Châu Tự Do, bà Vũ Giáng Tiên, chị gái của bà Hoàng cho biết thêm thông tin về sự việc. Thì cái việc nó diễn biến ra là tự nhiên thấy có hai người trèo hàng rào nhảy vô, xong rồi bẻ khóa cổng để mở cổng, rồi chạy thẳng vô nhà. Nên là lúc đó bé gái con lớn của Kim Hoàng, nó thấy người lạ xong vô nhà thì nó sợ quá hét to lên. Thế là mẹ tôi sát bên chạy qua, thì mẹ tôi tưởng là cướp, tại lúc đó thấy mặc đồ thường chứ không phải mặc đồ công an. Mẹ tôi la lên cướp, 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 thì mẹ tôi nhìn lại, mẹ tôi thấy cái người mặc áo màu vàng có dắt súng. Mẹ thấy là người có súng nên mẹ sợ quá, im luôn. Thế là những người đấy bắt hai đứa nhỏ lên trên nhà để hỏi. Rồi lúc đó là 6 giờ tối nên trời nó chập choạng, rất là đông người mặc áo xanh vây kín trước sau luôn. Còn những người vô nhà rồi á, thì họ đập cửa buồng, họ đập bể tan cái cửa kiến buồng để họ thò tay vô họ mở cửa ra. Rồi họ vô họ lục soát tung tóe hết rồi họ bắt Hưng với Hoàng đi. Theo gia đình thì lúc bắt người công an không có thông báo tội danh cũng như cung cấp bất cứ giấy tờ gì. Đến khi được hỏi vì sao lại cả người vợ là bà Vũ Thị Kim Hoàng thì công an trả lời rằng chỉ đưa đi điều tra vì bà Hoàng chứa chấp tội phạm. Tuy nhiên hai ngày sau khi gia đình đến trụ sở công an huyện Tân Phú, Đồng Nai để tìm hiểu thêm thông tin thì được cung cấp một tờ giấy thông báo về việc tạm giữ, trong đó cho biết bà Hoàng bị bắt vì tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Ngoài ra, theo như giấy thông báo thì bà Hoàng bị tạm giam tại nhà tạm giữ công an huyện Long Thành cũng thuộc tỉnh Đồng Nai. Về phía ông Nguyễn Thái Hưng, gia đình cho biết công an không cung cấp bất cứ thông tin gì với lý do là ông này không đăng ký thường trú ở địa phương. Khi được hỏi về những việc mà ông Hưng làm trước khi bị bắt, bà Giáng Tiên cho biết, trước khi bị bắt thì theo tôi biết là Hưng có làm một cái kênh YouTube để lên sóng nói về những chính kiến, ý kiến gì đó. Nói chung là như vậy, tôi cũng không biết tại sao. Nhưng mà Hưng cũng đã nói một năm nay rồi chứ không phải vừa mới nói. Người thân cũng cho biết là tỏ ra rất bối rối và hoang mang khi vợ của ông Hưng cũng bị bắt và bị khởi tố theo Điều 331, trong khi bản thân bà Hoàng không hề có phát ngôn nào trên mạng xã hội. Hiện kênh YouTube Nói Bằng Thực TV của ông Nguyễn Thái Hưng có gần 40.000 người nhấn theo dõi, được tạo lập từ tháng Giêng năm 2020, đã không còn bất kỳ video nào. Còn trên tài khoản Facebook mang tên ông Hưng, bài đăng gần nhất là vào tháng 7 năm ngoái nói về cái chết của quân nhân Trần Đức Đô.